À, nãy giờ đang mute. Chào cả nhà, mọi người có nghe rõ em không ạ? Nghe rõ em à? Dạ, để em share screen ha. Em cũng chưa có present trên Zoom bao giờ hết. Nên là hơi lộng cộng chút xíu. Đã rồi, em đang share cái slide trình bày. Mình thấy chưa ạ? Thấy rồi em à. Dạ rồi, ok. Ai để mà trước khi bắt đầu thì em chia sẻ chút xíu cái cảm giác của mình. Trước tiên là phải cảm ơn cái bài tiểu luận của Nguyệt rất là nhiều. Bởi vì khi mà đọc những cái tài liệu ở trên trang Minh Triết mới về các ảo cảm phổ biến đang tác động đến nhân loại hiện nay của mình, cũng như là em có xem qua về cái sách là Ảo cảm một vấn đề của thế giới của Chân Sư, thì thật sự là em nghĩ là may quá có cái bài tiểu luận của Nguyệt, còn không thì không biết sẽ phải là trình bày như thế nào cho nó logic và dễ hiểu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một cái cảm giác của em là em thực sự rất là ngưỡng mộ các anh chị em, mọi người, những người đã trình bày rồi, những người mà trước đây khi mà trong tất cả những cái buổi nói chuyện mọi người nói ra được một cách rất là lưu loát. Em cảm đối với em cảm giác em giống như trên cái cover này mọi người, nó giống cái sa mạc vậy đó. Tất cả những gì em đọc vô mà em cảm giác nó chỉ có đi vô trong người em thôi, còn em nói ra ngoài nó rất là khó khăn luôn. Nên là thực sự có một cái sự là rất là ngưỡng mộ mọi người, là mọi người nghiên cứu tìm tòi và rất là hay, và có thể gọi là diễn giải được theo những cái ý của mình. Thì đó là hai hai cái cảm xúc chủ đạo của em khi mà em chuẩn bị cái bài trình bày ngày hôm nay. Thì những cái buổi trước mọi người cũng đã chia sẻ về các loại ảo cảm qua bảy cung, thì cái bài ngày hôm nay em xin phép được chia sẻ lại gọi là những năm cái ảo cảm phổ biến mà đang tác động lớn nhất đến giới nhân loại hiện nay của chúng ta. Thì có năm cái ảo cảm mà đã được Chân Sư DK liệt kê ra, đó là về ảo cảm về vật chất, ảo cảm tình cảm, ảo cảm sùng tín, ảo cảm cặp đối lập và ảo cảm đường đạo. Thì năm cái loại ảo cảm này thì thực ra là chú Kiệt cũng đã có nói rồi, nói rất là sâu và chi tiết nữa. Thì trong cái phạm vi của cái ngày hôm nay thì em cũng bằng cái sự hiểu biết của mình hạn hẹp, thực sự phải nói là khá là hạn hẹp. Em phải dùng từ là hạn hẹp vì đơn giản là em đã thử trình bày lại nhưng mà nó những cái ý nó nói nó rất là hơi bị cụt đấy ạ, cụt lủn á, nó không có được là khó, rất là khó để em diễn giải sâu hơn. Nên là hy vọng rằng là em sẽ giới thiệu và là trình bày lại cho mọi người một cách cô đọng nhất, và có những cái chỗ chỗ em khi nào mà em trình bày diễn giải bằng lời của em không được thì em xin phép là em đọc. Dạ, đối với lại năm cái loại ảo cảm này thì mình sẽ đi qua năm cái mục nhỏ cho từng loại ảo cảm. Mình sẽ đi tìm hiểu là vậy thì từng loại ảo cảm đó, khái niệm nó là cái gì, ảo cảm đó là gì vậy, mình nhận diện nó trước hết. Thứ hai là đối tượng nào sẽ là ảnh hưởng nhiều bởi ảo cảm đó. Thứ ba là mình sẽ đi phân tích về nguyên nhân. Thứ tư là các tình trạng ngày nay. Và thứ năm là những cái cách chân sư DK đưa ra, những cái cách giải quyết. Và ngoài những cái lời của chân sư đã đưa ra thì trong cái bài trình bày này thì cũng sử dụng những cái bình giảng của thầy hiệu trưởng khá là nhiều. Trên trang Minh Triết mới thì có năm cái slide nói về năm cái loại ảo cảm này, thì mọi người có thể tham khảo đọc ở trên đấy. Nhưng mà thực sự thì đọc theo cái bài tiểu luận của Nguyệt thì nó đã được gọi là Nguyệt đã dành thời gian gọi là đúc kết lại, trình bày nó rất là cô đọng và nó dễ hiểu hơn rất là nhiều. Nên là
mình có thể tiếp cận trước bằng bằng cái bài tiểu luận của Nguyệt, và mình có thể đọc thêm theo trên trang Minh Triết mới. Và cái phần mà cái sách mà ảo cảm một vấn đề của thế giới thì thực ra là em chưa có đọc hết quyển sách. Thực ra chưa đọc, em xem chủ yếu là em có lướt qua, và cái mục lục thì thực ra là những cái năm cái loại ảo cảm này thì Kho Trân Sư không có trình bày cụ thể ở trong một cái chương. Thành ra là bài khi mà mình đọc trên trang Minh Triết mới với cái sự bình giảng của thầy hiệu trưởng thì mình sẽ dễ hiểu hơn. Em đi vào cái loại thứ nhất là ảo cảm vật chất, thì có lẽ là cái loại ảo cảm này thì mình cũng thấy là mình dễ hình dung nó nhất, mình dễ tiếp cận nó nhất, bởi vì nói về khái niệm thế nào là ảo cảm vật chất thì đó là cái loại ảo cảm này là cái việc mà khi mình dành quá nhiều thời gian, công sức cho việc mình quan tâm cũng như là mình sở hữu những vật chất, tiền bạc. Thì khi mà mình dành quá nhiều thời gian công sức như vậy á, thì những cái việc mà thiết yếu khác mà cho cái việc biểu lộ, cho một cái cuộc sống mà có thể biểu lộ được thiên cơ, những cái mục tiêu về mặt tinh thần thì nó sẽ bị sao nhãng và bỏ qua. Bởi vì mình đang bị bám chấp vào cái vật chất và tiền bạc như vậy. Thì theo bình giảng của thầy hiệu trưởng thì ảo cảm vật chất được đánh giá là ảo cảm mạnh nhất trong năm loại ảo cảm mà đang ảnh hưởng lớn nhất đến nhân loại hiện nay. Bởi vì là ảo cảm vật chất thì đã tồn tại và cầm giữ cái gọi là giới nhân loại của chúng ta rất nhiều từ thời đại rồi. Thì đỉnh điểm của ảo cảm này đó là trong giống dân Atlantis. Trong cái giai đoạn của Atlantis thì con người cực kỳ bám víu vào vật chất. Và mà tuy nhiên thì cũng thầy hiệu trưởng cũng có nhấn mạnh một việc, đó là không phải lúc nào mà cái việc sở hữu và quản lý vật chất nó lại là luôn là một cái mặt tiêu cực của ảo cảm vật chất, mà đôi khi nó lại là một cái kinh nghiệm tâm linh lớn mà con người cần phải vượt qua. Và cũng tùy theo cái giai đoạn tiến hóa của cá nhân thì cái ảo cảm vật chất này thì nó có những cái thể hiện rất là khác nhau. Khi mà đến cái giai đoạn mà tiến hóa cao hơn thì cái gọi là cái từ gọi là tỷ lệ, tức là cái việc quan tâm tới vật chất, cái tỷ lệ về việc quan tâm đó ít hay nhiều á, thì nó sẽ được thay đổi, được điều chỉnh lại. Thì đối với lại cá nhân em liên hệ một chút xíu thì trước đây mặc dù thì em có mặt trăng mặt trời là kim ngưu, nhưng mà em cái sự gọi là quan tâm nhiều về vật chất của em, về tiền bạc á, thì em lại không có mạnh. Cụ thể đó là cái chuyện mà đi làm kiếm tiền thì đối với em nó là như một cái công việc cần phải làm để mà mình có tiền để mình trang trải cuộc sống thôi. Nhưng mà ngay cả cái việc mà kiếm tiền là em cũng được cái động lực thúc đẩy em chính cũng chỉ là ông xã, là cái người mà thúc đẩy em, còn em là ok đi làm kiếm tiền và tiền về em cũng không có nhu cầu quản lý và giao phần lớn cái việc quản lý tài chính lại cho ông xã. Nhưng mà đối với em thì nó lại là một cái chuyện mình thờ ơ. Đâu đó có thể là đó là cái bề nổi là mình thờ ơ thôi. Nhưng mà cái sự mà mình bám chấp vô vật chất đâu đó nó nằm ẩn sâu bên dưới mà mình có thể là mình không thấy được, mà cái biểu hiện bên ngoài nó là thờ ơ. Nhưng mà khi mà đến giai đoạn hiện nay, khi mà gọi là con đường dự bị trên đường đạo đi, thì lúc này cái tư duy của em về vật chất thì nó cũng đã có thay đổi một chút xíu. Đó là thay vì là em thờ ơ thì em chọn là mình quan tâm hơn đến nó, bằng cách đó là mình dùng cho cái mục tiêu khác, mục đích khác. Tức là thầy trước đi kiếm tiền để gọi là lo cho gia đình, con cái, cho cuộc sống của mình, nhưng mà bây giờ là mình có thêm một cái mục đích nữa, là cái việc khi mà mình có một cái vật chất, mình có tiền bạc thì mình sẽ cho một cái mục đích cao cả hơn, lớn hơn sau này của em. Ví dụ như hiện tại á, thì là mình sẽ cho đi cho gia đình, cho người thân xung quanh mình, mình làm những cái việc là phụng sự, donate. Và em muốn là mình sẽ có gọi là phát triển thêm về cái vật chất và tiền bạc để dành cho một cái kế hoạch về sẽ xây dựng một cái ngôi trường hoặc một cái tổ chức giáo dục theo
tạm thời là về về theo cái định hướng theo giáo dục theo triết lý Steiner mà em rất là muốn làm. Dạ, thì đó là liên hệ một chút xíu về bản thân em. Còn về đó là về khái niệm để mình hiểu được thế nào là về ảo cảm vật chất. Thì đối tượng ảnh hưởng của loại ảo cảm này là gì? Thì phần lớn nhân loại rất là đa phần chúng ta thì đều có những cái ảo cảm này. Và những người mà đã bước đi trên con đường tinh thần mà đúng đắn thì thường sẽ phần nào thoát khỏi loại ảo cảm này. Thì em có nhấn mạnh gạch dưới cái chữ là phần nào thôi ạ. Chứ chưa, khi nên là mình phải luôn luôn quan sát để mà mình nhận diện được những cái ảo cảm vật chất này. Và các đệ tử tiến hóa cao thì sẽ có thể hiểu được mục đích thực sự của tiền bạc. Thì một cái tiền bạc thì cũng đó là một cái biểu hiện của cái nguồn prana vũ trụ. Và cái nguồn năng lượng này, tiền bạc này thì sẽ cần được chia sẻ và dành cho những cái công việc mà có thể trợ giúp cho thiên cơ có thể biểu lộ trên cõi trần. Thì đối với những ví dụ như những chân sư, những gọi là những cái bậc đã tiến hóa cao thì có cái khả năng mà sử dụng cái nguồn năng lượng prana này và có thể thu hút được cái sự tiền bạc cho những cái mục đích phụng sự vô kỷ. Về nguyên nhân thì chân sư DK có giải thích rằng thì ảo cảm vật chất sẽ xuất phát từ một cái mình dùng cái từ dễ hiểu đó là một cái năng lượng mà mình hay thấy là ở đây ở trong sách chân sư hay dùng từ là nhịp điệu, nhưng mà thầy hiệu trưởng có bình giảng thì thầy đoán thì cái nhịp điệu đó đó cũng là một cái luồng năng lượng. Thì ở cái cõi giới cao, tức là cõi giới của linh hồn, thì những đấng cao cả đã tạo ra cái nguồn năng lượng này. Đó là cái năng lượng liên quan đến những cái việc liên quan đến cái vật chất. Mỗi loại vật chất thì được cấu tạo bởi các tinh linh. Đều vật vật chất nào cũng vậy ha, thì nó cũng có một cái sự sống riêng, có một cái rung động riêng. Thì chính sự phóng phát này của các tinh linh cấu tạo nên vật chất thì làm gia tăng ảo cảm trên cái ảo cảm vật chất trên thế gian này. Thì ở cõi thấp hơn linh hồn thì loại năng lượng này biểu hiện ở một cái mức rung động thấp, thì gọi là đó là cái việc mà chúng ta quan tâm tới tiền bạc, quan tâm đến vật chất. Và từ cái việc quan tâm nhiều như vậy thì nó dẫn đến một cái mong muốn là chúng ta sẽ mong muốn càng ngày mạnh mẽ hơn để thoát ra khỏi sự ràng buộc của những cái năng lượng vật chất này. Thì đối với tình trạng ngày nay, nhân loại ngày nay thì toàn thể nhân loại, mặc dù là mình đã qua cái thời Atlantis rồi, nhưng mà toàn thể nhân loại vẫn đang bị cuốn vào việc mà chúng ta quan tâm đến tiền bạc. Và những cái đau khổ hiện nay trên thế giới thì thường xuất phát từ cái vấn đề tiền bạc và về kinh tế. Ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy, mình cũng thấy đó là vấn đề về kinh tế cũng là một cái phần rất là quan trọng trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngay cả bản thân em á thì chút xíu nữa em nói về một cái ảo cảm về 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 cặp đối lập á, em sẽ phân tích kỹ hơn về đối với cái liên hệ bản thân em về việc này ha. Nhưng mà là cái có một cái thời gian thì em rất là muốn là mình bỏ hẳn cái chuyện mà vật chất đi. Nhưng mà cái chuyện đấy thì nó cũng vẫn đến mang lại cái một sự bất ổn, thì em sẽ phân tích ở một cái liên hệ một cái ảo cảm phía sau ha. Và cái sức mạnh của ảo cảm này đang giảm đi đáng kể trên toàn thế giới khi mà chúng ta bước vào cái thời đại bảo bình. Thì cái sự chia sẻ, chân sư cũng có nói rằng là cái ảo cảm vật chất đó, nó sẽ được giảm dần khi mà tiền bạc, khi nó sẽ được cái sự mà quá quan tâm đến tiền bạc nó sẽ được giảm đi khi mà giải quyết được cái bài toán về vấn đề chia sẻ giữa con người với nhau, giữa giới nhân loại với nhau. Thì đó là về ảo cảm vật chất. Cho em gọi là khảo sát chút xíu mọi người ha. Ở đây thì tất cả mọi người ai nghĩ rằng là mình đã từng có cái ảo cảm vật chất này, hoặc là mình cũng đang có ảo cảm vật chất này, thì mọi người có thể là nhắn vào khung chat, hoặc là mình có thể mở mic lên mình chia sẻ nhanh một chút xíu để mình tương tác với nhau, chứ em nói một mình hồi em cũng không biết là em đi đến đâu nữa. Nên mời mọi người nha mọi người ơi. Em không thấy được cái khung chat ở đâu, mọi người chờ em xíu. Em nói rất là hay đấy, Trang Vũ ạ. Chứ Em cảm ơn. không phải là em hỏi anh đâu đâu.
Cô Hồ Minh Quang, cô có chia sẻ chút xíu gì về ảo cảm vật chất không ạ? mình say sưa nghe, mình thấy nghe hay quá mà đủ quá. Rất tuyệt vời. Dạ, cảm ơn cô gọi là ủng hộ động viên. Chứ còn trước cái buổi này cũng rất là lo lắng, tại vì mình cảm thấy mình không có nói sâu thêm được nữa. Mình có mình muốn có một tí ý kiến thôi, tức là cái ảo cảm vật chất đấy về phía mình chẳng hạn thì là ngày 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 xưa đã lâu lắm rồi thì cũng có, chứ còn bây giờ thì cũng cũng thoát ra khỏi cái ảo cảm này tương đối. Thế nhưng mà chỉ có cái là cái việc sử dụng cái tiền bạc ấy, thì mình có thể dễ dàng, tức là mình chia sẻ tiền bạc vật chất với người khác, những người có hoàn cảnh khó khăn hay là tật nguyền hay là tất cả những cái, kể cả trong 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 đại trong cái gia tộc lớn, cái đại gia đình cũng như là ở bên ngoài xã hội, thì cái đấy là mình làm tương đối dễ dàng. Nhưng mà so với lại cái việc ví dụ như là donation cho nhà trường thì so sánh giữa giữa hai cái ý lựa thì mình vẫn thiên về cái việc chia sẻ với con người, tức là với mọi người ấy, trong cộng đồng hay là trong họ hàng gia đình hay các thứ, thì nó nhiều hơn là cái donation cho cái việc học ở nhà trường. Tất nhiên là ở nhà trường thì mình cũng có đóng góp cả cho quỹ của MF Việt Nam cũng như là đóng góp trực tiếp cho MF bên kia, nhưng mà mình so thì mình vẫn thấy là khi mà mình chi tiền chi vật chất cho mọi người thì mình cảm thấy nó dễ dàng và nó rất thoải mái nhiều hơn. Mình có điều kiện đến đâu thì mình làm đến đấy, nhưng mà việc đôi nó chỉ có hạn. Mình liên hệ rất là thật mà, nhưng mà tuy nhiên thì cái điều này nó cũng sẽ dần dần nó sẽ thay đổi đi, mình tin là như thế. Dạ, à, cảm ơn cô đã chia sẻ. Thì đối với cá nhân con thì cái việc và ví dụ như là mình làm donate cho trường mình chẳng hạn, thì con có một cái là mình quyết tâm làm. Ví dụ như là mình hay quên nó, thành ra là cứ khi mà nhận được lương thì con có thể là mình số tiền mình không lớn, nhưng mà mình định kỳ đều là một hàng tháng thì con cũng bỏ trích một cái phần, và cứ đều đặn như vậy để mà mình gọi là donate cho các hoạt động của trường. Dạ, cảm ơn cô chia sẻ. Đối với cái phần tình trạng ngày nay thì mình thấy đó là cái ảo cảm này nó cũng rất là đang mạnh. Thì đơn giản lắm, mọi người quan sát thấy là cái việc gọi là tiêu dùng over consume, là tiêu dùng quá cái nhu cầu của mình á, là hiện tại là mình thấy đang rất là phổ biến trên toàn thế giới luôn. Bản thân nhất là chị em phụ nữ chẳng hạn, mình mở tủ quần áo mình ra là mình thấy luôn là nguyên một tủ quần áo luôn, nhưng mà là sao không có gì mặc. Nhất là hồi trẻ khi mà còn khoảng tầm khoảng 20 hai mấy, là cái chuyện mà mua sắm áo quần để làm cho mình làm đẹp cho mình là mình không khi nào mà mình có thể ngưng được. Quần áo thì rất là nhiều, nhưng mà tại vì đây là một cái mình bị cuốn vào cái chuyện này, thành ra là mình cứ mua sắm một cách gọi là quá cái nhu cầu của mình. Và hiện nay thì trên thế giới những cái sự nhu cầu là giảm cái vật chất đi thì hiện tại cũng đang gọi là nhen nhóm và cũng đã hình thành những cái xu hướng. Ở Việt Nam mình thì mình thấy có những cái xu hướng ví dụ như là bỏ phố về rừng, bỏ phố bỏ làng về biển, bỏ phố về biển chẳng hạn, hoặc là những cái trào lưu sống về đơn giản, theo theo cái giống của một cái style của bên Nhật, là gọi là tối giản hóa nhất cái cuộc sống. Ok con đeo con nói với ba nha. Dạ sorry cả nhà. Thì hiện nay thì rồi hoặc là những cái trào lưu như là mình sử dụng hàng second hand. Ngày xưa hồi xưa thì đối với em chẳng hạn, thì cái việc mà sử dụng mình không có nhận diện được cái chuyện này. Mình đối với mình là second hand là cái tức là hồi nhỏ chẳng hạn mà phải mặc đồ lại, mặc đồ thừa, thì đối với mình đó là một cái chuyện, là một sự nghèo khó. Nhưng mà mình không có tập trung vô cái chuyện là không, cái mục đích sử dụng của cái món đó, mà mình tập trung vô là cái sự hào nhoáng bên ngoài của cái vật chất. Thì khi mà bước qua thời đại bảo bình thì những cái xu hướng của nhân loại hiện nay thì đang cái nguyên ở cái cách giải quyết đó, nó có một cái đó là sự giải quyết cái ảo cảm vật chất thì sẽ là
có thể giải quyết bởi những người đã đạt được đến cái sự giải thoát, hoặc là những người đang trong cái quá trình giải thoát mà khỏi cái sự kiểm soát này, thì chính những người này họ sẽ phóng phát ra những cái tư tưởng, lời nói, hoặc là một cái cuộc đời, một cái cuộc sống làm gương cho những người khác. Thì chính những cái chuyện đó sẽ giúp cho là điều chỉnh lại về cái tầm nhìn, về cái nhận thức, về mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần, giúp điều chỉnh lại những cái nhận thức sai lệch của nhân loại. Thì ngay cả bản thân em đi, khi mà mình nhìn thấy những cái trào lưu mà những có những cái người họ 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 sống một cái cuộc sống tối giản, bắt đầu bỏ bỏ bớt dần cái việc mà tiêu dùng quá mức đi chẳng hạn, thì nó cũng là một cái đánh thức chính mình. Em ví dụ như là em thì mình có thể tận dụng ví dụ quần đồ đạc mình mặc đi, ai cho thì mình có sẵn sàng mình sẽ nhận mình mặc lại, hoặc là mình có thể mặc đồ second hand. Mình hoàn toàn rất là vui vẻ và hạnh phúc về việc đó, bởi vì lúc này là mình nhìn vào cái sự cái giá trị sử dụng của cái vật đó, chứ không phải là về cái bề ngoài của cái vật đó. Thành ra là cái sự nêu gương của những cái người mà họ đã giải quyết được cái ảo cảm vật chất này cũng là một trong những cái cách để mà giải quyết cho cái vấn đề ảo cảm này. Và cái ảo cảm vật chất này thì con người sẽ, đây là cái cơ hội để mà tự mình vượt qua, tự mình sẽ thông qua những cái hoàn cảnh, những cái thử thách về mặt vật chất đấy, thì sẽ giúp mình uốn nắn hoặc là thay thay đổi cái nhận thức của mình về cái vật chất, và từ đó sẽ giúp cho con người sẽ thoát khỏi cái sự kìm kẹp, cái sự mà bám chấp vào vào cái đời sống vật chất cũng như là tiền bạc. Rồi vậy thì khi mà những cái nhận thức đúng về tiền bạc, những cái người mà họ làm gương đó, họ giúp cho cái nhân loại có thêm những cái nhận thức đúng về tiền bạc, thì thế nào là nhận thức đúng về tiền bạc? Thì thứ nhất đó là chân sư cũng chỉ ra thì tiền bạc là một hệ thống biểu tượng mà con người đặt ra mà thôi. Ví dụ như là mình muốn tiền, có thể ngày xưa có thể là chỉ là vỏ sò, rồi sau đó tăng lên nó là những cái kim loại như là vàng bạc, rồi sau này đó là thành tiền giấy, tiền polymer bây giờ là tiền điện tử luôn. Thì nên thành ra là tiền bạc nó không phải là một cái, nó không có thật, nó không mang giá trị thật, mà chỉ là một cái biểu tượng mà do chính con người mình tự tạo ra mà thôi. Thì trong tương lai, yếu tố tiền tệ sẽ hủy bỏ khi mà thương nhân loại sẽ thực hiện được cái việc chia sẻ ở một mức độ nào đó. Thì trong cái tài liệu trên Minh Triết mới thì em cũng có đọc được là đến cái khi mà cái việc chia sẻ nó, tức là khi mà cái sự tái lâm của Đức Trích á, sẽ được thực hiện khi mà cái việc chia sẻ này nó được thực hiện ở một cái mức độ nào đó thì ngài sẽ tái lâm. Nên thành ra là trong cái bài bình bình giảng của thầy hiệu trưởng nói là do đó thì ở ở thời điểm hiện tại cái việc mà cái sự chia sẻ này nó chưa được thực hiện đúng đắn, thì cái sự tái lâm của Đức Trích thì nó sẽ còn 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 đang đang bị trì hoãn. Rồi một cái nhận thức thứ hai nữa về tiền bạc là mình, cái này thì mình thấy quá quen rồi đúng không ạ, mình khi mà mình chết đi thì mình không có mang theo được gì cả. Thành ra là, và cái mà mình cái kiếp sống này của mình thì chỉ là một phần thôi, còn cái sự vĩnh cửu của chúng trong đời sống đó của chúng ta đó là kéo dài qua hàng ngàn ngàn kiếp sống, mà bên đạo Phật mình hay nói là vô lượng kiếp đó. Nên thành ra là cái tiền bạc vật chất là cái thứ mà chúng ta sẽ không có mang theo được cái kiếp này, nên là chúng ta theo đuổi là theo đuổi cái gọi là cái việc mà mình bồi đắp mà cho cái kho báu thực sự của thể nguyên nhân, cũng như là cái về cái sự tiến hóa về mặt linh hồn của chúng ta. Thứ ba nữa là cái vật chất tiền bạc chính là tài sản chung của toàn nhân loại, nó là một cái mãnh lực, nó là một cái loại dạng vật chất, nó như một cái, nó đó chính là cái năng lượng prana của vũ trụ. Thì khi mà mình có tham gia những cái buổi thiền thu hút tiền bạc của thánh đoàn vào mỗi ngày sáng chủ nhật á, thì mình sẽ thấy được cái ý này rất là rõ ràng, và con người sẽ chỉ có thể gọi là quản lý một cách hoàn toàn tốt được vật chất và tiền bạc khi mà chúng ta sử dụng cái nguồn năng lượng này hoàn toàn vô kỵ, cho những cái mục đích cao cả hơn, cho mục đích phục sự, thì mới được, chúng ta mới được gọi là trao cho cái quyền sử dụng nó một cách hiệu quả. Dạ rồi.
Đó là ảo cảm vật chất. Thì sau phần cuối cuối năm cái loại ảo cảm, mình sẽ có phần câu hỏi, mình sẽ có chia sẻ thêm. Nhưng mà sau khi mà kết thúc từng cái loại ảo cảm thì bất cứ anh chị, các cô, ở đây chúng ta nếu mà có muốn chia sẻ gì thì mình cứ thoải mái mình chia sẻ với nhau ạ. Tại vì thực ra là trong cái phần chia sẻ này thì em dùng cái từ nó khá là đơn, thực là đơn giản đó. Trước đây mọi người nói về những cái bảy cung, thực sự đối với em là một cái rất là khó khăn để mà nhớ được những cái thuật ngữ, những cái cách mà mình nói các cung rồi là có những cái hành tinh chủ quản bla bla bla, rất là nhiều thứ, thực sự nó rất là khó khăn đối với em khi mà em mới đang học là về về MQ thôi. Nên là mọi người cứ mình cứ có gì mà mình cần chia sẻ thêm để mọi người có thêm một cái góc nhìn nữa về những cái loại ảo cảm này thì mình cứ sau mỗi một loại ảo cảm thì mình cứ thoải mái nha. Loại thứ hai là ảo cảm tình cảm. Đối với loại ảo cảm này mình cũng đi qua năm cái nội dung chính ha, tương tự như là ảo cảm vật chất. Ảo cảm tình cảm thì có lẽ là đối với cái loại này thì mình cũng khá là quen thuộc, vì nó là một cái loại ảo cảm mình thấy là mình sẽ gặp trong hàng ngày, trong tất cả những mối quan hệ của mình. Thì ảo cảm tình cảm là cái sự hiểu biết sai lệch về tình thương đích thực. Ảo cảm này thì được chân sư mô tả như là một đám sương mù dày đặc của các phản ứng tình cảm, của sự thích và không thích liên quan đến thể cảm dục. Thì đối với ảo cảm tình cảm thì đây là cái liên quan trực tiếp từ cái thể cảm dục của mình. Thì ảo cảm tình cảm nhuốm màu ham muốn được đáp lại tình cảm. Nó không giống với cái bản chất vô kỵ của tình thương đích thực. Thì ví dụ như trong việc thể hiện tình cảm, đối với những người mà đang có ảo cảm tình cảm thì thường họ sẽ đặt một cái kỳ vọng nào đó đối với đối tượng họ dành cho tình cảm. Ví dụ như là chồng, là vợ, là con cái, là cha mẹ, là những bạn bè, những người xung quanh. Thì khi họ đặt một cái kỳ vọng vào đối tượng vậy, một cái đối tượng nào đó như vậy ha, thì họ sẽ tự hỏi là khi mà cái người mà tôi yêu thương á, tôi làm việc này, tôi nói việc này thì họ sẽ phản ứng như thế nào, và tôi sẽ tìm mọi cách để làm cho cái người đó cảm thấy là được dễ chịu, được cảm thấy thoải mái. Thì trước đây thì em có gọi là hỗ trợ cho một vài chị em. Xin lỗi mọi người chờ em xíu nha. Dạ rồi. Thì khi mà em có hỗ trợ cho một vài chị em là những người mà họ đang gặp gọi là trục trặc trong cái mối quan hệ hôn nhân với chồng, thì một cái điều chung mà quan sát được của tất cả những chị em đang đau khổ đó là họ luôn tìm cách để làm vui lòng đối phương mà quên đi luôn bản thân của mình. Luôn tìm tìm làm việc gì đó cũng nghĩ là người đó có vui không, chồng mình có vui khi mà mình làm như vậy không, chồng mình có hài lòng về việc đó hay không, và quên mất mình luôn. Và như vậy thì ngược lại với cái ảo cảm tình cảm á, thì là cái tình thương đích thực. Thì tình thương đích thực thì không phải lúc nào cũng là cái sự hòa hợp ngay lập tức, tức là không phải là lúc nào người ta cũng dễ chịu thoải mái. Đôi khi thì khi mà mình dùng cái tình thương đích thực thì nó có thể gợi lên một cái cảm giác không có dễ chịu. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà cái điều mà mình nói mình làm đó có thể là mình thấy là nó tốt cho đối tượng, cho những người mà chúng ta yêu thương, thì chúng ta vẫn nên làm. Và chúng ta nghĩ tới những cái điều tốt đẹp cho những người mà chúng ta yêu thương, chứ không phải là nghĩ tới phản ứng của họ đối với chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên cái này là cái chia sẻ cá nhân của em, nó nằm ngoài cái tài liệu tham khảo và nằm ngoài những cái mà chân sư DK có hướng dẫn đó. Thì theo đối với kinh nghiệm cá nhân của em khi mà làm việc về cái tình thương á, thì em thấy có một điều là đúng, nhưng mà có thể là mình nghĩ rằng cái điều mình đang làm mình nói đó người ta không dễ chịu nhưng mà nó tốt cho người ta đó, nhưng mà sometimes, tức là đôi khi mình bị nhầm lẫn cái chuyện là mình đang nhân danh tình thương, mình đang nhân danh tình thương để mà mình làm một cái điều tốt đẹp đó, nhưng mà mình đang áp đặt đối với người ta, mình đang kiểm soát cái người đó. Thành ra là khi mà mình làm mình nói, em đang nói về cái vế bên phải tình thương đích thực,
dân sư có nói đó hả, có thể là cái việc làm mình nói mình làm đó có thể là gợi lên một cái cảm giác không dễ chịu cho người kia. Nhưng mà mình nghĩ là mình tốt, nhưng mà mình phải cẩn trọng với cái chuyện là cái điều đó có thực sự là tốt cho cái người ta yêu thương hay không, hay cái điều đó chỉ là một cái điều mình đang nhân danh tình thương mình làm để mình kiểm soát theo ý mình mà thôi, để thỏa mãn cái tôi của mình, cái sự kiểm soát của mình đối với người kia mà thôi. Dạ. Thì là một cái mà em quan sát được thêm và em nói thêm theo cái kinh nghiệm của em ở chỗ này thôi ạ. Thì đối tượng bị ảnh hưởng thì ảo cảm tình cảm phổ biến hầu hết là xảy ra với tất cả mọi người ở trong chúng ta. Thì thầy hiệu trưởng có đoán rằng là những phải là những cái đệ tử ở tiến hóa cao ở trên điểm đạo ở bậc 2, tức là ở cái thời giai đoạn này thì đã vượt qua phần lớn các loại ảo cảm và hiểu được tình thương đích thực là gì từ tinh hồn, từ linh hồn, thì có thể là không bị vướng mắc bởi cái loại ảo cảm này. Thì em đối với lại nguyên nhân để mà gây ra loại ảo cảm này thì cái nguyên nhân đầu tiên là bởi vì không biết, không không biết thế nào là bản chất thực sự của tình thương, thành ra là bị vướng vào ảo cảm này. Tại vì bình thường trước đây theo cái sự yêu thương là mình học ở đâu, thông thường là mình học từ gia đình, học từ cha mẹ, học từ những người xung quanh mình, từ nhỏ đến lớn mà mình yêu thương theo cái cách mọi người yêu thương mình. Nhưng mà cái tình thương đó là sự pha trộn giữa là một bên là vừa khao khát yêu thương nhưng đòi mình đòi hỏi là mình phải được yêu thương ngược lại, là cho đi, tức là khi mà mình cho đi tình thương mình phải nhận nhận lại, thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái tình thương đó. Thì do vì vì không hiểu được bản chất thực sự của tình thương như vậy thì dẫn đến đau khổ, mắc một cái ảo cảm này thì dẫn đến đau khổ. Thì em liên hệ một chút xíu về bản thân em thì phải nói như thế nào nhỉ? Đầu tiên là em ông xã em á thì phải nói đó là một cái người, tại vì có thể linh hồn mình gọi là đã thống nhất với nhau để mà gặp nhau á trong cái kiếp sống này, là mình kiếp này mình sẽ làm vợ chồng, mình học bài học gì đấy. Thì thực sự là khi em gặp ông xã em á thì cái đầu tiên mà em học được từ anh đó là ủa sao anh không thương mình gì hết vậy. Mình không thấy, rất nhiều lần mình cảm thấy mình không được đáp lại. Và anh là người nói với em là em phải là người yêu thương em chứ, anh không phải là người hạnh phúc của em, vậy là em quyết định em phải là người yêu thương chính em chứ không phải anh. Anh nói cái câu đó thì làm mình giống như là mình giật lại mình suy nghĩ. Và bắt đầu đó là một trong vài những cái điểm giúp em gọi là mình, bắt đầu mình quan sát nhiều hơn, mình tỉnh hơn chút xíu đó. Thì bắt đầu là em thực hành rất là và thực hành cái chuyện đó là mình cố gắng để mình tìm hiểu về thế nào là bản chất thực sự của tình thương. Thành ra là trong mối quan hệ gia đình chẳng hạn, khi có những cái kỳ vọng trong cái mặt tình cảm thì em phải xử lý cái nó, em xử lý cái chuyện mình đang kỳ vọng cái gì và mình đang đòi hỏi được đáp lại cái điều gì, thì em đã xử lý, em đang phải xử lý hàng ngày về những cái chuyện đó. Thì có những khi là xử lý vẫn là tốt, thấy được những chuyện đó là mình yêu thương, mình cho đi, mình thấy là mình không đòi hỏi lại cái gì cả, mình cứ thương mà mình cứ cho đi những cái sự chăm sóc này của mình, cái tình thương này của mình cho chồng cho con nha đó. Nhưng mà sometimes đâu đó thì mình khi mà nhất là khi mà mình bị mệt, mình không nghỉ đủ thì cái sự mà đòi hỏi được yêu thương nó lại bùng lên, thì những lúc đó thì cái ảo cảm tình cảm lúc này nó lại khiến cho mình rất là đau khổ. Đau khổ. Nhưng mà em có tiến bộ hơn ngày trước khá là nhiều, là vì mình quan sát được cái chuyện đó, mình quan sát được cái chuyện là mình đang đòi hỏi tình thương, mình quan sát được cái chuyện là mình đang có đau khổ về cái chuyện đấy, thì và mình xử lý cái chuyện đó thì cái ảo cảm đó nó xuống và mình lại nhìn thấy được những cái sự tích cực ở trong cái việc là mình đang cố gắng để mình hiểu được hơn về tình thương, mình thực hành hơn về cái chuyện là yêu thương vô điều kiện như thế nào đó. Nhưng mà thành ra là đối với cái ảo tưởng tình cảm riêng liên hệ với bản thân em thì nó cũng rất là phập phù, lúc lên lúc xuống, ngày làm được ngày không, ngày thì màn sương ảo cảm tình cảm mây mù dày đặc, thì có ngày thì cái mây mù đó nó được xua tan, thì em vẫn phải đang cố gắng để mà mình xử lý cái nhận diện và xử lý cái ảo cảm tình cảm này. Thì đối với tình trạng ngày nay của nhân loại thì ảo cảm này mình thấy đang rất là phổ biến. Hiện nay ví dụ như là trên mạng internet mình thấy những cái chuyện là đấu tố người thứ ba, rồi là những cái chuyện mà
mọi người lên tố cáo nhau liên quan với cái chuyện tình cảm giữa chồng với vợ như này cái kia thì rất là nhiều, rất là phổ biến. Và ngoài cái tình cảm, ngoài cái ảo cảm về vật chất thì ảo cảm tình cảm là một cái là em thấy bản thân em quan sát được thấy rất là rõ, cả bản thân mình cũng như là những người xung quanh mình, và nó nằm ở trong tất cả các mối quan hệ mà chúng ta đang có của con người, giữa người với người. Và mình chỉ cần quan sát giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, bạn bè, mình thấy ở đâu đó nếu như mình còn đang đòi hỏi một cái sự đáp lại của người kia, mình còn đang thấy là mình đang vẫn làm, nói và hành động để mà cố gắng làm vui lòng người kia, thì đó vẫn còn cái sự có mặt của ảo cảm tình cảm. Vậy thì cách giải quyết là gì? Ảo cảm tình cảm thì mình sẽ cần hiểu nó là cái tình thương đích thực và vô kỷ nó là gì. Thì khi mình hiểu được thực sự về mặt tình thương thực sự là gì, tình thương vô điều kiện là gì, thì cái ảo cảm tình cảm sẽ được tiêu tan đi. Vậy thì làm cách nào để thể hiện tình thương đích thực và vô kỷ? Thì có một vài cái hướng dẫn của chân sư DK và được thầy hiệu trưởng Bình giảng, là thứ nhất là mình nói những lời thẳng thắn, đúng trọng tâm và hữu dụng, mang cái tính chất của thể trí cung một cho đối tượng cần nghe. Thì chân sư có nói là mình hãy nghĩ về cái cách Đức Trích thể hiện tình thương đối với những cái người xung quanh, đối với những cái đệ tử, hay là chúng ta cũng qua đọc những cái bức thư mà chân sư DK viết cho các đệ tử của ngài, thì nó không có hoa mỹ, không có cái sự gọi là ngọt ngào tình cảm ở trong đấy, mà đi thẳng vào trọng tâm để giúp cho những cái lời nói thẳng thắn đúng trọng tâm đó, thì để giúp cho những cái người mà nghe, cái người mà nhận được thông tin thì có thể là phát triển cái con đường của mình. Cái thứ hai nữa đó là mình sẽ tập giữ một cái thái độ thận trọng khi thể hiện tình thương của mình với người khác. Khi mà mình thể hiện tình thương đối với người xung quanh mình trong các mối quan hệ thì sẽ luôn nhắc bản thân là vậy thì cái cách mình đang đối xử với mọi người như vậy có phải thực sự là tình thương vô kỷ hay không? Những điều mình làm muốn cho mình muốn nói mình làm cho họ là tốt nhất cho họ, hay là nó chỉ là một mục tiêu đã mình làm như vậy để họ giành lại tình cảm, đáp lại tình cảm cho mình. Và cái gọi là cái thái độ mà mình luôn quan sát thế này rất là quan trọng, giúp cho mình nhận diện được ngay ha, nhận diện được tốt hơn là khi nào là mình đang có cái tình thương nó đang gọi là vị kỷ mà không phải là vô kỷ ở đây, thì giúp cho mình điều chỉnh lại. Thứ ba nữa là loại bỏ yếu tố cảm xúc hay là cắt đứt mọi tương tác tình cảm ra khỏi các mối quan hệ, nhất là khi mà làm việc nhóm. Thì tình thương đích thực xuất phát từ linh hồn thì sẽ không có cái sự yêu ghét, thích hay không thích. Khi mà cái sự thích và không thích diễn ra thì cái việc hợp nhất nó sẽ không được biểu lộ, nó sẽ gây ra sự chia rẽ, và tình thương đích thực thì cũng sẽ không được biểu lộ luôn. Thành ra là, nhưng mà cái điều này thực sự đối với cá nhân em thì nó cũng không 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 hề dễ dàng. Khi mà mình làm việc nhóm thì có một cái người nào đó nói hoặc hành động nó không như mình mong muốn, không không như mình kỳ vọng, thì mình có một cái cảm giác không thích. Và khi làm việc với người mình không thích rồi mà mình rất là khó khăn, đây là loại bỏ cái yếu tố cảm xúc như vậy, loại bỏ yếu tố cá nhân ra. Thì đó là ngay cả bản trong bản thân công việc của em, với cái tính chất công việc của em là em làm một cái nghề nó khá là nhạy cảm, gọi là kiểm toán nội bộ, internal audit, là thường xuyên làm việc với những cái mọi người yêu và ghét, thích và không thích mình liên tục luôn, và phải luyện tập, phải thực hành tìm cách mình bỏ hết những cái yếu tố cảm xúc ra trong cái quá trình làm việc với mọi người, nhưng mà nó thực sự không hề dễ dàng ạ. Chân sư hướng dẫn thì mình nghe thì có vẻ đơn giản lắm, nhưng đến được mình thực hành thì thực sự nó rất là gọi là cũng trầy vi chóc vẩy luôn ạ. Dạ rồi, đó là những cái nội dung về ảo cảm tình cảm. Rồi cho em hỏi cả nhà mình có ai có muốn chia sẻ gì không ạ? Rồi, nếu mà mình đang không có ai có muốn chia sẻ gì cho lúc này thì để dành nha cả nhà, chút xíu nữa mình chia sẻ thêm nha.
đừng để em nói một mình, cô đơn lắm. Rồi, ảo cảnh sung kính. Loại ảo cảnh thứ ba này thì nó là gì? Ảo cảm sùng tín là khi mà bạn quá tin tưởng, bạn coi trọng một cái đối tượng nào đó đến mức mà mình hiếm khi hoặc là mình không dùng trí tuệ của mình để phân biệt về những cái điều liên quan đến đối tượng đó. MC, dạ rồi, em cảm ơn chị Bình, em thấy có tin tin chat. Rồi thì đối tượng của sùng tín thì có thể là một vị thầy, một cái tín ngưỡng, một con người, một điều nào đó. Và ảo cảm sùng tín sẽ xảy ra khi những đối tượng này không được nhìn thấy đúng với bản chất thật sự của chúng. Sự sùng tín là một ham muốn mang tính chất cảm dục. Nó làm cho người gặp ảo cảm này thì sẽ có cái tầm nhìn nó không được rộng lớn, bởi vì họ chỉ nhìn một cái góc nhỏ liên quan đến đối tượng đó thôi. Cái tầm nhìn bị thu hẹp lại để mà thỏa mãn cái ham muốn về sự sùng tín của mình. Thì đối với ảo cảm sùng tín thì mình thấy nó cũng khá là rõ. Ví dụ như là trong giới trẻ thì mình sẽ thấy những cái gọi là idol á, gọi là du idol á, nó đang rất là phổ biến. Du idol Hàn, idol K-pop là một trong những cái điển hình mà mình có thể thấy rất là rõ ở trong giới trẻ chẳng hạn. Rồi hoặc là những cái về về một cái tín ngưỡng nào đó của mình là nhất chẳng hạn. Ví dụ như trong thời gian qua thì có một số người bạn tiếp cận với em để mà họ nói về cái một cái tín ngưỡng của họ mà họ cực kỳ tin tưởng và họ cho là nó có thể là tốt nhất, nó mang lại được những cái con đường đi nhanh nhất. Khi mà họ biết là em cũng là bắt đầu trên con đường tu tập thì họ chúng chỉ chia sẻ thôi, nhưng mà mình thấy được một cái góc nhìn rất là rõ là cái con đường của họ là nhất, con đường của họ là nhanh nhất, tốt nhất hơn những cái con đường khác. Còn những con đường, ví dụ con đường của mình đi chẳng hạn, thì nó còn đang rất là lòng vòng, nó còn lâu mới tới. Thì đó cũng là một trong những cái dấu hiệu của ảo cảm sùng tín. Cái slide của em nó không có tới ta. À dạ rồi. Thì đối tượng ảnh hưởng của ảo cảm sùng tín thì ảo cảm sùng tín chủ yếu ảnh hưởng đến những người thuộc cung 6, nhất là những người tìm đạo tận tâm, những người rất là mong muốn đi tìm cái con đường đạo của mình. Và thầy hiệu trưởng có đưa ra thêm thông tin là ảo cảm này chủ yếu chi phối những người có linh hồn cung 6 và ngã cung 6 hoặc thể cảm dục cung 6, và những người thuộc các cung khác cũng có thể bị ảnh hưởng. Thì đối với em đi, có thể là em không có phải là linh hồn và phẩm ngã cung 6, nhưng mà vẫn có đâu đó vẫn bị ảnh hưởng một vài cái, nhưng mà có thể mình nhận ra được, tại vì có thể là em là cái cung mặt trăng mặt trời là kim ngưu, nên là khi cũng khá là cứng đầu, thành ra là khi mà thi thoảng mình vẫn bị một cái gì đó mình đang nghĩ nó là đúng nhất, nó là chính xác nhất, thì thi thoảng em vẫn bị cái loại ảo cảm này, mặc dù là không đến mức là nó quá chi phối, nhưng mà thi thoảng nó vẫn bị một vài khi mà một vài về cái sự việc, về cái đối tượng nào đó mà mình quá tin đi, mình thấy nó quá tốt, mình thấy nó mình quá tin tưởng vào điều đó đi, thì là mình đâu đó mình cũng đã bị chi phối bởi ảo cảm sùng tín. Thì ngoài những đệ tử tìm đạo, ảo cảm sùng tín còn chi phối nhiều người trong quần chúng, những người trong cái giới nhân loại của chúng ta, đó là những người mà tôn vinh một cái gì đó rất là vô tức, không suy nghĩ nhiều. Ví dụ như là đất nước của tôi là trên hết, Việt Nam là nhất, Mỹ không bằng, hoặc một số người họ cuồng Mỹ đi, Mỹ là nhất, Mỹ là thiên đường, còn Việt Nam không bằng chẳng hạn, hoặc là gia đình mình là trên hết, con cái là trên hết, nhất là ví dụ như là chị em phụ nữ thì vẫn có một cái là con mình là nhất, con của con mình cái gì cũng tốt hết hơn con nhà người ta, dạ kiểu ví dụ như vậy. Hoặc là idol của mình, thần tượng của mình là nhất, cho dù thần tượng mình có làm những điều gì sai đối với mình thì nó cũng cũng là điều tốt chẳng hạn. Nguyên nhân của ảo cảm sùng kính thì
ảo cảm sùng tín thường đến từ những người đệ tử vẫn hoạt động mà chủ yếu thông qua luân xa tùng thái dương. Thì đối ở những người này sẽ phóng phát ra những cái rung động của lòng sùng tín, đó là khi mà cái ảo cảm sùng tín nó che mờ á, thì đó là cái trạng thái của sự ngất ngây ngưỡng mộ đối với những cái bậc cao cả, những cái bậc mà họ trên cái con đường tìm đạo của họ. Thì các cá nhân bị cả nhân loại của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cung sáu, là kỷ nguyên của song ngư, là cái kỷ nguyên có truyền dẫn cung sáu. Và trong giai đoạn vừa rồi thì cái cảm xúc tính này cũng rất là mạnh. Thì biểu hiện thấp của năng lượng cung sáu đó là cung của sự sùng kính và lý tưởng, chính là sự sùng tín nhưng mà không có căn cứ trí tuệ đối với một đối tượng nào đó. Mình không có sử dụng cái trí phân biệt trong cái việc mà mình đánh giá một cái đối tượng đấy. Tình trạng ngày nay của ảo cảm sùng tín thì ảo cảm này đặc biệt mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại do cho cái cung sáu dẫn truyền ha, cái thời đại của song ngư. Thì hiện tại là khi mà mình qua cái thời đại của Bảo Bình, đó nói về cách giải quyết rồi, thì khi mà qua cái thời đại Bảo Bình thì nó sẽ có một một vài cái điều nó sẽ tốt hơn ha. Thì khi để giải quyết ảo cảm sùng tín thì cái cách cánh cửa mà mình giúp mình để vượt qua đó là nhờ tới sự giúp đỡ của linh hồn. Khi mà mình kết nối được với linh hồn, mình tích hợp giữa phàm ngã và linh hồn thì giúp mà mình vượt qua được cái ảo cảm này. Và chân sư DK có nhắc tới hai phương pháp để mình xử lý cái ảo cảm sùng tín. Thì đối với phương pháp một là tiếp xúc với linh hồn, nhờ đó cái này có thể là thông qua tham thiền, nhờ đó là những cái phản ứng ham muốn mục tiêu của phàm ngã sẽ bị lu mờ. Phương pháp hai thì thật lòng mà nói em không hiểu chút xíu nữa, nếu mà anh chị nào mà có hiểu về cái phương pháp hai có thể chia sẻ thêm, nhưng mà bản thân em thì em cũng chưa không biết cụ thể cái phương pháp hai nó sẽ làm gì, nhưng mà nó là tuôn đổ vào làn sương ảo cảm tình thương thuần khiết vô kỷ và không đòi hỏi bất kỳ sự công nhận nào từ linh hồn. Thì có thể em đoán thôi, thì có thể là một cái đó là khi mà mình thực hiện cái việc mà mình phụng sự và mình yêu thương người khác một cách vô kỷ, mình không đòi hỏi gì một cái sự công nhận nào cả, thì đó cũng là một cái cách để giúp mình xua tan cái cảm sùng tín. Thực ra thì ảo cảm sùng tín thì cũng có thể mang cái ý nghĩa tích cực nếu như mà mình không quá cường điệu hóa cái đối tượng mà mình sùng tín, cũng như là mình không có dùng cái trí tuệ hoặc cái sự phân biệt của mình. Thay vào đó thì mình đưa vào cái tầm nhìn rõ ràng và rộng hơn về các biểu hiện thiên cơ, thì sẽ điều này sẽ giúp mình đi đúng hướng. Thì thực ra em đối với bản thân em đi, ngày trước khi mà con em hiện tại là hai đứa con trai, một đứa lớp 3 và đứa là mẫu mẫu mầm non, thì đang học theo trường theo triết lý Steiner. Thì thời gian đầu á, thì thực ra em cũng chưa có gọi là hiểu hết Steiner là gì, nhưng mà đâu đó bên trong mình này, mình rất là tin tưởng, mình cảm thấy là đây là một cái con đường giáo dục mà nó sẽ phù hợp với con mình và mình đi theo. Mà mặc dù ở giáo dục Steiner ở Việt Nam đến thời hiện tại này nó còn đã đâu đó nó cũng còn còn mọi người cũng biết đến nhiều hơn, còn thời điểm cách đây khoảng 3 đến 5 năm về trước thì còn rất là mới. Thì thực ra lúc đó mình đi theo cái con đường đó gần như là nó hơi hơi bị sùng tín, tại vì mình đâu đó là mình gọi là đi theo một cách bất chấp á. Thì vì thời điểm đó nếu mình dùng trí phân biệt á thì mình cảm thấy là mình không có cái gì chắc chắn vào cái con đường này để mà cho con đi học theo cái triết lý như vậy cả. Thì có một cái giai đoạn đâu đó em cảm thấy là chắc mình cũng có cái ảo cảm sùng tín này đối với cái giáo dục theo triết lý Steiner. Nhưng mà về sau thì em đứng ở một cái lập trường nó mở rộng mở hơn, là phân tích ra là vậy thì cái triết lý giáo dục này, cái con đường giáo dục này nó có những cái điểm gì chưa tốt, những cái khuyết điểm gì, những cái điểm yếu gì ở trong cái môi trường của Việt Nam mình. Vậy thì em sẽ cần phải làm gì để giúp bổ sung những cái khuyết điểm đó. Ví dụ như là tất cả những cái trường đào tạo
theo cái checklist standard ở Việt Nam thì con sẽ không được, con sẽ không có cái gọi là bằng cấp. Vậy thì mình sẽ khắc phục bằng cách nào? Đó thì lúc này thì em không có cường điệu hóa cái con đường giáo dục theo cái checklist standard nữa, mà mình nhìn vào thực tế, nhìn thực tế hơn là nó thực tế nó là cái gì, điểm yếu là gì, điểm mạnh là gì, và mình sẽ cần phải làm gì với con đường này. Thì khi mà có cái tầm cái nhìn nó rõ ràng hơn vậy thì em đi trên cái con đường này, cho con đi học theo cái mô hình như vậy, mình tin tưởng hơn, mình cảm thấy mình tự tin hơn, mình cảm thấy nó rõ ràng hơn, mà mình không đi theo kiểu như là mù quáng nữa. Đối với lại cách giải quyết về ảo cảm sùng tín thì ân sư cũng có trích một cái đoạn trong Cổ Luận mô tả là đối với một người cung sáu khi mà thoát khỏi ảo cảm sùng tín thì nó sẽ như thế nào, thì em xin đọc nguyên văn cái đoạn trích dẫn đó như thế này ha. Đường hầm của y biến mất, y không nhận thấy sự mất mát của nó. Trên sân chơi của thế giới, y đứng cùng với nhiều bạn cùng chơi khác, rộng mở trước ánh sáng ban ngày. Xa xa là một ngọn núi màu xanh lam và từ đỉnh của nó phát ra một giọng nói. Hãy tiến tới đỉnh núi và trên đỉnh của nó hãy đọc lời khẩn nguyện của một đấng cứu thế. Đối với nhiệm vụ vĩ đại này, người tín đồ giờ đã là một lãnh đạo, dốc hết sức lực của mình, y vẫn theo đuổi con đường này. Như vậy thì trong cái đoạn trích này mình sẽ thấy được là rõ ràng là khi mà người cung sáu mà thoát khỏi ảo cảm sùng tín thì sẽ thấy được một cái tầm nhìn rộng mở, giống như là đang đứng trên một cái đỉnh một ngọn núi vậy. Và cái tầm nhìn được rộng mở như vậy thì cái người này á thì có thể là với tầm nhìn rộng lớn hơn á thì họ có thể sẽ trở thành một lãnh đạo, có thể trở thành một lãnh đạo và dùng cái năng lực của mình để đi tiếp trên cái con đường đó. Thì đối với ngay cả đối với bản thân em cũng vậy, thì khi mà hiện tại mà khi cái trường Steiner mà con em đang học nó gặp trục trặc, tạm thời đang phải dừng hoạt động và tất cả các lớp phải đi qua những cái thuê những cái phòng học khác nhau, thì lúc này là mình rõ ràng hơn rất là nhiều về cái con đường mình đi, hơn là nó có những cái rủi ro này, nó có những cái bất cập này. Và lúc này là em xắn tay áo lên, chung tay vào để mà làm sao khắc phục lại cái chuyện đó, làm sao để mà các con có thể mà có cái môi trường nó học tập được tốt hơn. Dạ rồi, đó là ảo cảm về sùng tín. Thì em xin tạm dừng chút xíu đi, các anh chị mình trong anh chị mình ở trong nhóm ha, trong trong Zoom á, mình có chia sẻ thêm thì mình cứ mở mic lên mình chia sẻ đi ạ. Em nói một mình hồi em thấy cô đơn đó mọi người. Mình đang có ý kiến nhá. Dạ. Mình còn có ý kiến về cái ảo cảm tình cảm là cái ảo cảm thứ hai mà lúc nãy em vừa mới trình bày đấy. Thì về cái tình thương đích thực ấy, thì mình liên hệ bản thân mình thì mình thấy là mình đã vì rằng là ví dụ như đối với bạn bè chẳng hạn, mình vì thương bạn và mình thấy những cái điều gì đấy xảy ra với bạn nó không đúng, thì mình phải đấu tranh tư tưởng rất là nhiều tại sao lại như vậy, tức là có nói thật ra với bạn không hay là mình cứ im lặng, thì nó bị mâu thuẫn giữa cái chuyện là đừng gây tổn hại cho người khác với một đằng là tình thương đích thực, là rất hay bị giằng xé ở cái chỗ này. Mình cứ suy nghĩ là mình cẩn thận, không có mình nói ra thì nó lại thành gây tổn hại cho bạn, bạn có thể hiểu là như vậy. Đấy, và nhưng mà lại đấu tranh là không phải mình thực sự là thương bạn, nếu mình không nói ra thì bạn không biết được rằng là bạn đã làm những cái điều ABCD gì đấy. Thế thì có những trường hợp là mình quyết định mình nói, thì mình nói thì mình rất là may, tức là mình rất là vui bởi vì bạn nói rằng là hàng bao nhiêu năm nay không có một ai nói với mình về cái điều như là bạn, như là mình cả, cho nên cảm ơn là bạn đã chỉ ra được đúng cái chỗ mà từ bao nhiêu lâu nay không ai nói gì cả. Thế thì cho nên cái đó thì mình rất là vui về vì mình thấy là như vậy, là bạn hiểu thì
thì nó đỡ cho mình, tức là mình cứ áy náy về cái sự gây tổn hại đấy. Thế thì thành ra, và cái điều đấy thì nó vẫn cứ luôn luôn xảy ra với mình, tức là rất nhiều lúc muốn nói thì lại im im lặng đấy, thì nó có một cái mâu thuẫn như vậy. Cái điều thứ hai là cái ảo cảm sùng tín mà em trình bày ở đây, là cái ảo cảm thứ ba đấy. Thì mình rồi một một cái hôm nào đó sắp tới đây thì mình sẽ trình bày về cái phần, cái cung sáu của mình thì nó cũng sẽ liên quan đến cái ảo cảm sùng tín này. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là mình không đi theo tôn giáo nào cả, mình rất tôn trọng tất cả các tôn giáo nhưng mình không có theo tôn giáo nào cả, mà mình theo cái minh triết thiêng liêng mà bây giờ mình đang học ấy. Thì mình thấy là mình sùng tín chân sư DK, mình sùng tín chân sư DK, và từ đó lại sùng tín những người ở cấp dưới, thí dụ như thầy hiệu trưởng đấy, là một cái biểu tượng, là một cái vị mà, tức là mình nhìn vào thầy là mình là thấy có cái sự sùng tín. Thế rồi lại tiếp nữa lại là thầy giáo hay cô giáo mà dạy mình chẳng hạn. Thế thì mình thấy là thế thì không biết là giờ sẽ làm sao, tức là cái giáo lý của chân sư DK thì nó mặc dù là mình chưa không không hiểu, mình hiểu rất là ít, bé tí một tí tẹo không đáng kể, nhưng mà mình biết rằng là nó rất là hay, thì mình sùng tín nó. Thế mình sùng tín nó cho nên khi mình quan sát đến những các cái lĩnh vực khác, trường phái khác ấy, thì mình không phải là mình coi thường, mình vẫn rất tôn trọng, nhưng mà có một cái gì đó nó có vẻ như là nó mờ nhạt ấy. Mình cứ cho nó qua qua đi, cái kiểu ai có chia sẻ với mình điều này điều kia họ rất là nhiệt tình, rất là hăng hái, nhưng mà mình cứ cảm thấy như là không muốn nhanh 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 qua qua qua, bởi vì trong lòng của mình là chỉ có chân sư DK thôi. Thì đấy nợ, thì cái câu hỏi của mình đặt ra là vậy thì thế nào, mình sùng tín chân sư thì như vậy là nếu mà theo đúng lý thuyết của chân sư dạy thì như vậy anh cũng không phải là nhìn một cách tổng thể các thứ đấy, nhưng mà mình thì vẫn vướng vào cái tình trạng đó. Mình muốn chia sẻ với mọi người tí như vậy. Xin hết, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô Minh Quang. À, thành ra là thấy đúng là càng hiểu về ảo cảm mới thấy là nó mình có quá chừng ảo cảm, và cái con đường để mình xua tan những ảo cảm này nó rất là không phải một ngày một ngày ngày hai mà rất là khó khăn, lúc lên lúc xuống, đúng không ạ? Thôi thì mình cùng trong một cái nhóm, mình cùng nâng đỡ nhau. Thì cái ý của cô Minh Quang nãy có chia sẻ về cái ảo cảm tình cảm á, thì con xin mạn phép là nói thêm chút xíu, là theo góc nhìn của con thôi, thì khi mà mình thấy một cái điều gì đó với của bạn mình, một người khác á, mà mình đối với mình nghĩ nó là sai và mình muốn nói ra, thì ở đây nó có những cái vấn đề là thứ nhất là mình nghe bản thân con cũng 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 vậy thôi ạ. Thì cái đầu tiên con sẽ tự hỏi lại là vậy thì liệu có sai thật không? Cái góc nhìn của mình cho rằng là cái việc đó người ta đang sai, nó đang không tốt chẳng hạn, thì có thực sự đối với người ta là không tốt hay không? Là cái điều thứ nhất, thì con sẽ đặt câu hỏi lại trước khi mà con quyết định con nói hay không. Thứ hai nữa là và khi mà mình muốn nói ra về mục đích là gì, nó có thực sự vô kỵ hay không, hay là nó mang cái tính chất là có chỉ trích phán xét trong đó, có sự đúng sai trong đó hay không. Và cái điểm thứ ba mà con sẽ cân nhắc nữa là khi mà mình nói ra như vậy á, tự nhiên con quên cái ý thứ ba. Mình nói ra như vậy là cái thái độ á, một trong những cái điểm, một trong những cái của ảo cảm tình cảm á, đó là khi mà lời nói hành động của mình nói ra đối với cái người mình yêu thương, là mình luôn sợ cái thái độ của người ta đối ngược lại với mình. Thì con sẽ tự hỏi mình là vậy thì cái mà mình kỳ vọng đối với người ta ở đây là gì, cái thái độ họ là gì, mình có sự kỳ vọng nào đó ở đấy hay không. Thì đó là một trong vài cái điểm mà con sẽ cân nhắc khi mà con muốn nói một cái điểm gì đó mà mình nghĩ rằng là đang không tốt đối với họ chẳng hạn. Dạ, thì đó là cái kinh nghiệm cá nhân của con chia sẻ thêm thôi ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô Minh Quang.
À, mình đi tiếp. Bây giờ rồi. Đúng rồi. Mọi người chờ em xíu nha. Sao nó đứng rồi. Dạ đây. À, tiếp tới là về ảo cặp đối lập, ảo cảm cặp đối lập. Đây là một trong những cái ảo cảm thì em sẽ có cái liên hệ với bản thân, bởi vì khi mà em làm cái bài trình bày này thì em mới nhận ra rõ được là cái giai đoạn vừa rồi mình có cái ảo cảm này, cái lý do tại sao mà mình có cái sự bất ổn như vậy ha. Thì đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu coi là ảo cảm cặp đối lập là gì. Thì đó, cái cặp đối lập là các lựa chọn cao thấp theo chiều thẳng đứng, tức là những cái cao thấp mà cao hơn là thuộc về linh hồn, còn lựa chọn thấp hơn là thuộc về phản ngã. Nó là những cái lựa chọn tốt hơn và không tốt hơn và không tốt hơn thôi. Còn mình ở đây không xét đến cặp đối lập theo chiều ngang, tức là tốt xấu nó là ngang nhau, ví dụ như là trắng đen, nóng lạnh, to nhỏ, dạ kiểu như vậy. Thì ảo cảm này sẽ thường xảy ra đối với những môn sinh đang trên đường dự bị. Thì trong cái giai đoạn này thì ý thức của người môn sinh thì dễ bị dao động giữa cái việc những cái lựa chọn thuộc về linh hồn và những lựa chọn thấp hơn thuộc về phàm ngã, thì nên đi chọn con đường nào. Cho đến khi mà người môn sinh, những cái người mà trên con đường dự bị này thì nhận thức được con đường trung đạo, thì nó sẽ giúp cho chấm dứt được cái dao động giữa các cặp đối lập này. Thì con đường trung đạo được thầy hiệu trưởng mô tả nó là cái con đường nằm giữa những đòi hỏi của linh hồn và những đòi hỏi của phàm ngã. Thì liên hệ đến cá nhân của em á, thì thực ra khoảng trước khi mà em vào học trường MF, cách đây khoảng đâu đó tầm hồi năm cái giai đoạn đỉnh của dịch Covid đó, là khoảng năm 2021 đó, có một cái giai đoạn em bị stress gần giống như là đâu đó kiểu như là gần như là trầm cảm luôn á. Cái giai đoạn đó mình bị không làm được việc luôn, phải phải nghỉ nghỉ làm việc không lương một thời gian để mình cân bằng lại, bởi vì lúc đó là đỉnh điểm của dịch thì bị giãn cách xã hội ở trong nhà, thì lúc đó là mình bị ràng buộc giữa những cái cuộc sống của phàm ngã, tức là cơm áo gạo tiền, chăm sóc con cái, gia đình và công việc, nó có cái liên cục như vậy. Và một bên đó là cái linh hồn của mình muốn có những cái nó rộng mở hơn, tự do hơn, mình muốn được lúc đó là mình khao khát một cái cuộc sống nó là tách biệt khỏi cái thành phố này, xa xa những cái lao xao của cuộc sống này, một cái cuộc sống thậm chí lúc đó mình nghĩ là thậm chí có thể là cho mình tách biệt hẳn ở trên một cái núi cũng được, mình không cần ai ở bên bên cạnh mình cũng được, mình vẫn có thể sống được cuộc sống như vậy. Thì giai đoạn đó rất là khó khăn, tại vì lúc này lúc cái bên trong mình nó bị giằng xé với hai hai cái đối lập như vậy. Thì đối tượng ảnh hưởng thì đó là cái nãy mình cũng có trong cái định nghĩa cũng có nói rồi, đó là thường xảy ra đối với những môn sinh trên con đường dự bị. Thì trong giai đoạn này thì rất là dao động dữ dội. Thì cái nguyên nhân nó là lúc này là cái người môn sinh là chủ nhiều trong cảm dục, thành ra là dễ bị giằng xé với hai thái cực. Thì là những cái lựa chọn thuộc về phàm ngã, tức là khi mà mình lúc thì mình thấy vui. À, xin lỗi cả nhà nha, hình như là hai cái cột em đánh lộn rồi. Cái bên trái nó là phải lựa chọn về thuộc linh hồn, bên phải là lựa chọn thuộc về phàm ngã, em bị lộn á ha. Tức là những lựa chọn thuộc về linh hồn, khi mà mình tiếp xúc được với linh hồn thì mình sẽ thấy là vui tươi, hạnh phúc, bản thân rất là đi trong ánh sáng của linh hồn, thì cái năng lượng mình nó sẽ được tăng lên, rất là vui vẻ phấn chấn. Còn khi mà những cái lựa chọn, những cái việc mình đang làm nó là thuộc về phàm ngã thì khiến cho mình thất vọng, đau khổ, mình kìm kẹp trong đời sống phàm ngã. Và lúc này thì cái màn xương ảo cảm nó dày đặc, khiến cho mình không tiếp xúc được với cái năng lượng vui tươi của linh hồn. Thì đó chính là cái giai đoạn của em cách đây khoảng hơn 2 năm đó, là lúc thì năng lượng rất là cao, dạt dào, tức là khi mà mình thiền, mình có thời gian để mình tĩnh lặng thì mình cảm thấy rất là vui tươi, hớn hở, vui lắm, năng lượng tràn đầy lắm. Nhưng mà chỉ phút chốc sau khi mà quay về cái cuộc sống phàm ngã, về những cái công việc, những cái trách nhiệm hàng ngày của mình, thì mình thấy mình
mình cảm thấy mình bị kìm nén, mình cảm thấy mình rất là bức bối ở trong người, giống như mình rất là khó chịu, bây giờ mình muốn vứt hết, bỏ hết để mình bỏ đi chẳng hạn. Thì đó là cái khi mà nghiên cứu cái bài này, cái đọc cái bài này á, thì em mới hiểu được ra là à, cái giai đoạn đó là do cái hình tướng bên ngoài, do cái cơ thể của mình nữa chẳng hạn. Mình những khi mà vui, khi mà mình đi trong cái ánh sáng của linh hồn thì cái năng lượng có rung động rất là cao, thì rung động cao đó liên tục chiếu rọi vào linh hồn của mình, thì đôi những cái sự đó làm mình không chịu được. Và cái hình tướng của mình, cái cơ thể mình, cái con người của mình sẽ chọn cách đó là tiếp cận với linh hồn, xong rút lui về lại phàm ngã, rồi xong đó khi mà cạn năng lượng chẳng hạn thì lại tiếp cận với linh hồn, xong là chịu không nổi lại rút về phàm ngã, cứ cứ đi qua đi lại giằng xé giữa đôi bên như vậy. Và cái sự dao động liên tục và không ổn định đó, nó sẽ tạo ra cái màn xương ảo cảm của cặp đối lập. Và cái giai đoạn đó rất là, đối với em nó rất là khủng hoảng. Khủng hoảng thì cho đến một ngày là nó là cái cách giải quyết luôn đó, đó là cho đến một ngày khi mà em quyết định là à, mình không thể sống như vậy nữa, mình phải chọn. Thời điểm đó là em chưa có vào MFVN thì em không có biết đến cái từ mình hay nói là sống một cuộc sống song đôi á, nhưng mà lúc đó em quyết định là mình thôi thì đời là đạo, đạo là đời, mình phải sống một cái cuộc đời, đâu có thứ nhất thiết là mình cứ phải đi lên núi hay là mình phải trốn đi một nơi nào đó mới là tu tập, mới là theo đạo chẳng hạn. Thì mình hãy cứ sống cuộc sống hàng ngày như thế này, và mình cứ bước từng bước cái con đường của mình. Đến một ngày khi mà em quyết định như vậy á, thì em mới quyết định nói với Mai là em Mai ơi thôi, cho ta học, ta sẽ đăng ký học MFVN. Bây giờ biết là thời gian không có nhiều, rất là bận, nhưng mà thôi kệ, đã tới lúc rồi phải học thôi. Đó là khi mà mình quyết định là mình sẵn sàng bước trên cái con đường đó, bước trên cái con đường nào, thì đó là một cái cách giải quyết. Thì ảo cảm cặp đối lập thực ra nó là một phần của, gọi là chân sư gọi là đại tà thuyết chia rẽ, tức là cái thuyết chia rẽ là cái nó là một cái biểu hiện của cái việc là khi mà mình nhìn một sự vật, một cái hiện tượng nào đó phân mảnh rời rạc, sự vật này tách khỏi sự vật khác chẳng hạn đó, thì nó dẫn đến cái ảo cảm này. Và cách giải quyết là mình nhận thức là tất cả là vạn vạn vật đồng nhất thể, tất cả mọi mọi sự đều là thống nhất và thiêng liêng như nhau, tất cả đều đều có cái vai trò riêng, có thiêng liêng như nhau, cho dù là cái con đường đạo hay là cái con đường về phàm ngã của mình, với con cuộc sống hàng ngày của mình, thì tất cả nó đều là thiêng liêng như nhau cả. Không phải là cứ đi theo con đường đạo thì mới là tốt, mới là gọi là một cái gì đó cao cả hơn chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ nhận thức, cần nhận thức được cái chuyện đấy, thì nó sẽ là một cái cách để xua tan ảo cảm cặp đối lập. Và khi mà cái ảo cảm cặp đối lập sẽ chỉ chấm dứt khi người đệ tử sẽ thoát khỏi cái thế giới của cảm giác và phân cực chủ yếu vào thể trí, được soi sáng bởi linh hồn. Thì ngay cả cái gọi là phân cực trong thể trí á, thì đối với theo thầy Robin cũng có nói đó là cái việc phân cực trong thể trí sẽ diễn ra trong khoảng thời gian giữa lần điểm đạo thứ hai và thứ ba. Nhưng mà tuy nhiên thì có rất ít đệ tử trong nhóm đệ tử của chân sư DK đạt được điểm đó. Thì thực ra là các đệ tử mới chỉ tập trung trí tuệ, còn phân cực trí tuệ là khả năng cao cấp hơn. Thành ra đây là một cái xu hướng mình nhắm đến mà thôi. Và thực sự họ em cũng chưa có hiểu phân cực thể trí cụ thể nó là như thế nào. Nhưng mà nói theo cái cách dễ hiểu hơn thì thầy hiệu trưởng có nói, thì nó nói một cách khác thì nó là chúng ta thì có thể trở thành một cái điểm sáng để tiếp nhận năng lượng linh hồn một cách ổn định khi mà mức độ tiến hóa của tâm thức ta phát triển tới một mức độ nhất định, hay nói cách khác là khi mà mình đã ra một cái quyết định rõ ràng là tôi sẽ bước trên con đường đệ tử, thì đó cũng là một cái giúp cho cái ảo cảm cặp đối lập sẽ chấm dứt, chúng ta sẽ thoát khỏi cái thế giới cảm giác đó. Nãy em bổ sung chút xíu ha, nói về cái khái niệm của ảo cảm cặp đối lập á, thì cái con đường trung đạo á, nãy em quên em không có nói thêm một chút xíu, thì theo cái thầy hiệu trưởng có bình giảng thì con đường trung đạo là gì? Nó là nằm giữa những cái đòi hỏi của linh hồn và những đòi hỏi của phàm ngã. Có nghĩa là nếu mà mình sống một cuộc sống của linh hồn nó quá cao siêu, nó thì
Nó lại là khiến cho mình xa rời thực tế, mình không có phụng sự được, mình không có phụng sự được nhiều được, mà mình chỉ đáp ứng cái việc mà đòi hỏi của linh hồn thôi, nhưng mà mình không đem những cái tốt đẹp của linh hồn đó đi vào trong cái công việc phụng sự của mình. Nhưng ngược lại, nếu mà những đòi hỏi mình chỉ đáp ứng những đòi hỏi của phàm ngã thì mình sẽ lại quên đi cái sự tốt đẹp mà cái linh hồn hướng đến, những cái sự phụng sự vô kỷ mình hướng đến. Thành ra cái con đường trung đạo ở đây thì em đang hiểu đối với bản thân em, nó chính là cái con đường một cuộc sống song đôi cân bằng. Thì như là trước kia em vẫn có nói với ông xã em là khi mà con em đủ tuổi lớn rồi, con đủ 18 tuổi đi học có cuộc đời riêng rồi thì em sẽ về núi, là rời cái cuộc sống ở dưới thành thị này để em đi về một cái nơi yên tĩnh, em sống một cái cuộc đời nó chuyên về tu tập thôi. Thì đó là lúc trước, thì lúc đó là có thể là cái giai đoạn đó là cái em đang là nghiêng về cái lựa chọn về của linh hồn. Nhưng mà về sau thì khi gần đây thì em mới gọi là thấy rõ ràng hơn cái con đường của mình, em muốn phụng sự nhiều hơn. Nếu mà mình đi lên núi như vậy chẳng hạn, vậy thì ok, những cái vấn đề mà em đang có thấy ở hiện tại này, những cái vấn đề về giáo dục này mà em đang muốn làm chẳng hạn, về những cái bất cập của xã hội, những cái mà cần cần phải có người cùng làm, thì ai sẽ làm nếu mà tất cả chúng ta, những con người đi trên con đường đạo đều bỏ đi hết, vậy thì sẽ như thế nào? Thì những lúc đó em mới nói, vậy thì thôi, em vẫn hay chọc mọi bạn bè em là ta xuống núi rồi, bây giờ là quay về cuộc sống này, mình sẽ có phụng sự bằng những gì mình có, ví dụ thời gian, kinh nghiệm, những cái khả năng nào mình có. Có tài chính thì mình sẽ phụng sự bằng thêm bằng tài chính hẹn đó, thì đó là cái con đường mà trung đạo đối với em đang tìm thấy nó là nó cân bằng như vậy. Thì tại thời điểm mà giúp em xóa tan bớt được cái ảo cảm của cặp đối lập này thì đó là cái thời điểm mà em quyết định được thì thế nào là cái con đường trung đạo mà mình muốn đi. Dạ rồi. Rồi như vậy thì chắc là em đi qua thêm một cái ảo cảm cuối cùng nữa rồi mình sẽ chia sẻ thêm ạ. Trễ trễ của mọi người quá. 9:45 rồi. Cái loại thứ năm là ảo cảm trên đường đạo. Thì hôm bữa trong cái buổi tháng trước á, buổi sinh hoạt nhóm tháng trước thì chú Kiệt cũng có nói khá là rõ về ảo cảm này. Thì ảo cảm đường đạo là nó bao gồm một số loại ảo cảm với nhau chứ không phải là một loại. Thì cái một số ảo cảm này sẽ ảnh hưởng tới người môn sinh khi mà bước trên đường đạo. Nó sẽ cái màn sương mù của ảo cảm đường đạo sẽ cản trở sự tiến bộ, hoặc là làm sai lệch cái công công việc phụng sự đúng đắn cho người khác. Thì chân sư DK có chia sẻ là để mà biết được một số ảo cảm này là gì thì tham khảo ba cái cám dỗ mà Satan đã dùng để cám dỗ Đức Giêsu. Đó là ba cái loại, đó là cám dỗ vật chất, là Satan nói với ngài là hãy biến những hòn đá thành bánh. Thứ hai là cám dỗ thực hiện những điều kỳ diệu để được ngưỡng mộ, hãy gieo mình từ nóc đền thờ xuống đất bình an. Thứ ba là cám dỗ về quyền lực, là hãy phục tùng quỷ dữ để có được cả thế gian. Thì chính ba cái cám dỗ này nó là đại diện cho cái ba cái ảo cảm đường đạo. Thì ảo cảm đường đạo sẽ tác động đến những đệ tử đã đi bước đi trên con đường đạo, thì ngay cả những đệ tử đã tiến hóa cao thì cũng vẫn có thể gặp những cái ảo cảm này. Thì nguyên nhân là gì? Thì khi mà đi trên đường đạo thì những cái người môn sinh sẽ có thể sở hữu một số cái năng lực hoặc là một số những cái khả năng nào đó mà có cái hữu dụng với lại nhóm. Do vậy thì những cái điểm đó sẽ giúp sẽ khiến cho cái người môn sinh đó khi mà thể hiện năng lực như vậy á, thì nó xuất hiện những cái đặc điểm, một số điểm tiêu cực, ví dụ như là tính tự kiêu, sự thích thể hiện, muốn được công nhận, muốn được tôn sùng, tại vì mình cảm thấy là mình làm được những cái điều hơn người khác chẳng hạn. Thì khi đến mình cảm thấy mình
cao ngạo hơn, mình hơn người khác rồi, mình hơn người khác rồi, mình có thể là mình cần quyền lực nhiều hơn, mình cần cái vật chất nhiều hơn để mà hỗ trợ cho cái năng lực này của mình, thì cái năng lực của mình càng tốt thì lại càng phụng sự cho nhóm nhiều hơn chẳng hạn. Thì đó đó là một cái nguyên nhân khiến cho khi mà ở trên đường đạo người môn sinh có thể có cái ảo cảm đường đạo là như vậy. Ảo cảm đường đạo thì thực ra là đã tồn tại từ lâu, có thể là từ thời Atlantean khi mà ảo cảm bắt đầu tràn lan và có một số đệ tử bắt đầu cái con đường tìm đạo. Thì trong cái giai đoạn mà thời Atlantean thì cái ảo cảm đường đạo này thì nó mang cái tính chất cá nhân. Nhưng mà ngày nay khi mà chúng ta đang ở cái kỷ nguyên Bảo Bình á, thì càng ngày càng có nhiều đệ tử sắp và đang bước trên con đường đạo này, và những cái nhóm công việc nhóm thì đang ngày càng nhiều hơn, đề cao hơn, số lượng người tầm đạo đông hơn như vậy nữa, thì thành ra là những cái ảo cảm đường đạo bắt đầu nó được dự đoán là nó sẽ chuyển sang cấp độ nhóm, nó đồng thời với cái việc điểm đạo của nhóm luôn á. Thành ra là trong thời đại ngày nay thì nó không còn chỉ là mang tính chất cá nhân nữa, mà còn ảo cảm đường đạo thì thậm chí mang tính cấp độ nhóm. Cái này em liên hệ một chút xíu, ví dụ như là trong gia đình em đi, có một cô em gái là chồng em chồng của em á, là có tham gia cái gọi là hội, sao tự nhiên em mất từ, hội hội Thánh Đức Chúa Trời. Dạ yeah. Thì cô bé thì có bị dụ dỗ lôi kéo vô cái hội đấy, thì đối với khi mà cô bé tham gia cái hội đó thì có một điều mình nhận thấy, đó là cái hội đó nó cho là hội đó là nhất, cái tôn giáo tín ngưỡng của họ là nhất, và họ họ ảo tưởng về một cái quyền lực, về cái thế giới là họ 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 có một khả năng, có những cái khả năng rất là lớn để làm những cái chuyện gì đấy, và bấu víu vào vật chất rất là nhiều. Cái người tham gia cái hội đó thì cung cấp tiền, nhà có bao nhiêu tiền thì đi nộp cho họ chẳng hạn. Đó thì đó là một trong những cái về ảo cảm đường đạo mà em có thể quan sát thấy, và cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Ví dụ ngay cả đối với em gái chồng nhà em thì ảnh hưởng thậm chí là đến về cả thần kinh, và đang phải điều trị về thần kinh phân liệt. Thì đó là cái hậu quả mình thấy rất là rõ về về cái ảo cảm đường đạo mà nó gọi là chuyển sang cấp độ nhóm như vậy ạ. Cách giải quyết của ảo cảm đường đạo là đối với môn sinh á, thì mình sẽ tiêu diệt hoàn toàn mọi phản ứng đối với sự công nhận. Tức là về phàm ngã mình luôn có một cái xu hướng là cần một cái sự công nhận nào đó. Thì đối khi mà mình bước trên đường đạo thì mình sẽ quan sát và mình tiêu diệt những cái nhu cầu về sự công nhận của bản thân mình, cho dù là cái sự công nhận đó từ đâu, muốn từ đâu, cái phàm ngã nó muốn từ đâu, là từ nhân loại, từ những người khác, từ đệ tử khác, hay là bởi cái vị chân sư của mình, hay là cái người hướng dẫn của mình, vị thầy của mình. Thứ hai nữa là mình làm việc và phụng sự mà không cần sự công nhận, không cần cái phần thưởng, thậm chí là mình không cần được người khác biết tới, thì nó sẽ giúp cho việc mình sẽ giảm thiểu được cái phàm ngã, giảm thiểu được những cái cao ngạo, những cái mà mình nghĩ rằng mình hơn người khác, mình làm mình phục công việc mình phụng sự là tốt đẹp hơn người khác chẳng hạn. Một số gợi ý của thầy hiệu trưởng để mà giải quyết ảo cảm trên đường đạo nữa là mình luôn quan sát cái sự giám sát bên trong của mỗi chúng ta. Bên trong mình là mình đã có một cái người giám sát rồi, nhưng mà mình lại quan sát cái sự giám sát đó để mình thấy được là mỗi khi cái sự giám sát đó thông qua cái kinh nghiệm của nó, cái kiến thức mà nó gặt hái được, thì nó sẽ biết được rằng là cái xu hướng của mỗi con cá nhân chúng ta là chúng ta hay có xu hướng là sẽ phạm vào những cái ranh giới như thế nào. Khi mà chúng ta chuẩn bị phạm vào cái ranh giới đó thì nó sẽ lên tiếng, nó sẽ nhắc nhở chúng ta. Có những cái ranh giới nó rất là nó rất là mong manh, nó rất là mong manh. Nếu mà mình không thường xuyên quan sát đó, thì có thể là mình sẽ bước qua ranh giới lúc nào mình không hay.
Em ví dụ một cái rất là đơn giản thôi, ví dụ khi mà em ăn, bắt đầu ăn chay thì tự nhiên một ngày khi mà ăn chay nhưng mà em vẫn nấu ăn cho gia đình, nấu ăn mặn cho gia đình, thì cứ một ngày thì chuẩn bị đồ ăn cho gia đình, thì tự nhiên có một cái tiếng nói nó nói là thôi mà mới ăn chay mà đâu phải nghiêm khắc vậy, cứ ăn cơ thể nó còn thiếu chất đó, thôi ăn miếng thịt đi. Thì tự nhiên lúc đó mình có một cái sự quan sát được cái tiếng nói đó, một cái lời động viên mình chuẩn bị vượt qua ranh giới chẳng hạn, thì tự nhiên cái mình nó giúp mình giật lại, mình không có bước qua cái ranh giới đó rồi. Thêm một cái gợi ý nữa của thầy hiệu trưởng đó là đảm bảo giữ bản thân mình trong kỷ luật, trong tình trạng đúng đắn, là mình có thể là đây em hiểu đó là cái sự giữ giới của mình, nhắc nhở mình những cái giới nào, những cái điều nào mình sẽ giữ và mình sẽ kỷ luật cho những cái điều đó. Một cái điểm mà em thấy cũng khá là hay đó là nhớ rằng là không cần phải lo lắng về tình trạng của các đồng môn của mình. Mình có yêu thương, mình quan tâm đến đồng môn của mình, nhưng mình không không cần lo lắng quá và không cần phải can thiệp. Bởi vì đó là công việc mà mỗi mỗi một môn sinh sẽ phải tự lo liệu, sẽ phải tự học những cái bài của mình. Dạ, và cái điểm cuối cùng mà em muốn chia sẻ ở đây là cho ngoài ảo cảm đường đạo, tất cả những ảo cảm còn lại thì chân sư có nói là nghiên cứu về Raja Yoga và tuân thủ những cái điều răn của nó, cũng như là chú ý tới thời việc tham thiền, cố gắng thực hiện những công việc suy ngẫm đều đặn cả ngày cho những cái chủ đề tham thiền đó, thì đó là sẽ giúp cho chúng ta xoa tan tất cả các ảo cảm, năm cái loại ảo cảm phổ biến của nhân loại ở đây. Dạ, em xin kết thúc bài trình bày của mình. Dạ rồi, em xin mời mọi người mình thoải mái chia sẻ hoặc là mình là câu hỏi. Trong khả năng em sẽ trả lời, còn không thì em sẽ nhờ trợ giúp của mọi người khác. Hello. Em không nghe thấy ai nói gì hết ạ. Dạ rồi, em thấy Hay quá. mọi người có chat ở trên này, em cảm ơn mọi người đã động viên. Mia Cat là Nguyệt hả? Đồng xanh, chị Đồng xanh Nguyệt ơi. Dạ có chị nào đây, ủa trên này là bạn Mai à? Rồi, nào cảm vật chất tình cảm của bạn Mai đã đỡ hơn nhưng mà vẫn còn, nhưng đương nhiên vẫn còn khi mình quan sát sâu vì nó rất tinh vi. Cảm ơn bé Mai. Mai đang ngồi cạnh anh chồng đang karaoke. Sophia Trinh là bé Ngân, cảm ơn Ngân. Dạ rồi, mọi người ơi, mọi người có chia sẻ gì không ạ? Ví dụ như mà ai cảm thấy mình đang đang có những cái liên hệ bản thân về ảo cảm mình đang nào mình đã có rồi và mình đã khắc phục được rồi chẳng hạn, hoặc mình đang vướng, mình cứ thoải mái chia sẻ nha. Đồng ngư. Ông xã em là Kim Ngưu thì cái về vật chất đó, ảo cảm vật chất thì khá là bám chấp cái mục tiêu cuộc đời là giàu có. Đó là không 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 mình không không phải nói là đúng sai, nhưng mà đó là một trong những cái mà một cái mục đích rất là mạnh mẽ. Ok, chị Dương ơi, em thấy chắc mọi người đang chiêm nghiệm về cái ảo cảm. Mọi người đang khen à, hay quá, rõ ràng dễ hiểu. Cái này là cảm ơn Nguyệt nè, tại vì đa phần là tất cả là chủ yếu là lấy theo cái structure trình bày của Nguyệt, và những cái nội dung ở đây Nguyệt đã chọn lọc từ cái trang minh triết mới rất là kỹ càng rồi.
Chứ còn bây giờ mà vô trang minh chiếu mới là mình thực ra là nó như một cái bể thông tin luôn ạ. Nên là cảm ơn Nguyệt nhiều. Có ai mình muốn chia sẻ gì không ạ? À, hồi nãy có lúc mà em nói cái về cái phân cực á. Phân cực thì là nó là một cái từ khác của cái chữ trụ á. Khi mà nói phân cực nghe khó hiểu, nhưng mà khi mà nói trụ thì dễ hơn đúng không? Trụ ở trong thể thể trí á, tức là cái tâm thức mình hướng về mình trụ, mình định ở đâu nhiều hơn. Mình trụ ở trí tuệ nhiều hơn. Thì đó là tức là nó nâng cao hơn rồi đúng không? Thì đa đa phần nhân loại bây giờ đang đang phân cực ở thể cảm dục, có nghĩa là đang cái tâm thức của họ là đang ở cái mức là cảm xúc nhiều, cảm tính nhiều. Còn khi mà phân cực ở thể trí, phân cực trí tuệ có nghĩa là tâm thức đã nâng lên, tâm thức sống nhiều ở trên cái cõi, cái tâm thức ở trí hơn hơn là cái cảm xúc. À, vậy là cái từ mà mình dễ hình dung hơn là từ trụ đúng không ạ? Đúng rồi, mình có thể hiểu là vậy. Sách chân sư gọi là phân cực thì mình hiểu đó là trụ á. Dạ, cảm ơn chị Dương. Rồi, chắc nếu mà mọi người đang bận chiêm nghiệm thì thôi mình để mình có thiền trước khi 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 kết thúc không chị Dương ha. Mình có mà để đợi đợi xem chắc thêm 1 phút nữa coi. Thêm 1 phút nữa coi có Chiêm ai chi muốn chia sẻ gì không. Rồi vậy mình nhắc luôn là thứ bảy đúng không? Thứ bảy là sẽ có hai bạn chia sẻ thư của chân sư gửi cho các đệ tử. Mặc dù là cái chuyên đề này là mình làm về ảo cảm thì mình đáng lẽ mình sẽ tập trung vào các ảo cảm, và thực ra thư của chân sư thì cũng sẽ nói về các đạo cảm để mà đệ tử khắc phục, nhưng mà tuy nhiên mình cũng sẽ nghe các bạn giống như là chia sẻ về bức thư của chân sư và những cái điểm gì khác luôn, chứ không chỉ là ngoài cái ảo cảm ra học học luôn về hai bức thư của hai cái đệ tử đầu tiên trong trong danh sách thư các chân sư ha. Dạ rồi, nếu mà cả nhà không ai chia sẻ chiêm nghiệm vậy gì thì là hôm nay chúng ta nghỉ đúng giờ ha. Dạ cảm ơn Trang, và cảm ơn hôm nay có Trang, hôm nay có U chia sẻ, hôm nay có ai chia sẻ nữa không ta, và mọi người thì có trong chat box ha. Dạ thôi bây giờ chúng ta cùng cùng nghe đại phái nguyện ạ. Cho em cảm ơn cả nhà một lần nữa ạ.
Cảm ơn cả nhà.